Kính thưa quý vị, Đại hội Thể thao Doanh nhân Olympic 2030 lần thứ 5 năm 2019 thì đang đến rất gần. Và trong ngày khai mạc của đại hội, đó là ngày 7 tháng 9 thì cũng là thời điểm diễn ra môn tranh tài đầu tiên trong tổng số 15 môn của đại hội, đó là môn việt giã. Và đừng nghĩ là việt giã thì chỉ xỏ dài vào và khởi động qua loa thì chúng ta có thể tham gia thi đấu, đó là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Và tìm hiểu về vấn đề này, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với một buổi tập của các học viên thuộc Học viện Việt giã Magistri để chúng ta cùng biết thêm những bí quyết cũng như là những điều lời khuyên cần thiết nhất trước khi bước vào những cuộc tranh tài chính thức. Ít nhất từ 20 đến 30 phút là khoảng thời gian cần thiết để đánh thức mọi giác quan của cơ thể. Đó cũng là bước chuẩn bị cần thiết cho quá trình chinh phục lộ trình của một buổi tập việt giã hay một cuộc tranh tài chính thức. Hãy đừng xem nhẹ quá trình khởi động, lý do vì sao? Thì cái việc khởi động trong môn chạy bộ rất là quan trọng ha, trong môn các môn thể thao rất là quan trọng, không riêng gì môn chạy bộ. Thì cái việc mà thực hiện cái bài tập khởi động cho cự ly 5 km hoặc 10 km ở Olympic 2030 ấy, thì em nghĩ nó cái thời lượng của nó khoảng từ 20 đến 30 phút cho các bạn mới tập luyện thì mình nên khởi động như vậy ha. Còn nếu mà các bạn mà có cái trình độ tập luyện nó tốt hơn một xíu thì mình có thể là cái khoảng thời gian khởi động của mình nó phải trên 30 phút, từ 30 cho đến 45 phút thì nó mới đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Mà khởi động thì nó mang ý nghĩa rất là, đầu tiên là nó giúp cơ thể mình nó chuyển từ cái trạng thái nghỉ ngơi này, trạng thái đã bình thường này, để báo hiệu cơ thể là chuẩn bị, mình là chuẩn bị bắt đầu bước vào một cái bài tập, một cái lượng vận động như vậy. Thứ hai là tăng cái hệ thống tim mạch của mình lên. Thứ ba là làm nóng cơ thể, tăng cái sức nóng của cơ bắp lên để cho cơ thể nó thích nghi với cái hoạt động mà cường độ vận động nó dài, tương đối dài như vậy. Việt giã hay gần gũi hơn một chút, đó chính là chạy bộ, là môn thể thao đòi hỏi người tham gia cần có sức bền, cùng với đó là độ dẻo dai chịu đựng của cơ thể. Thế nên, chưa bàn đến vấn đề giành chiến thắng ở cuộc thi, hãy nói đến việc liệu bạn có thể hoàn thành lộ trình 5 km hay 10 km ở Đại hội Thể thao Doanh nhân Olympic 2030 hay không. Điều đó tùy thuộc vào việc bạn đã tích lũy như thế nào trong thời gian ít nhất là vài tháng. Thì về cái cự ly mà chạy việt giã 5 cây với 10 cây của hội thao 2030 á, của mình tổ chức, thì cái cự ly này nó là một trong những cự ly nói chung là cũng một cái cần phải lưu ý đối với những người mới bắt đầu. Thì nội dung này thì chủ yếu đó là nó cần những cái như sau. Cái thứ nhất là quá trình tập luyện trước khi thi đấu và quá trình chuẩn bị của mình. Cái thứ hai đó là quá trình đến gần ngày thi đấu mình sẽ có nhiều cái lưu ý đặc biệt khác. Cái thứ ba nữa là trong cái buổi sáng mà ngày mình chạy ấy, mình sẽ có những cái bài về khởi động cũng như là những cái lưu ý để mà mình chạy cho nó tốt. Thế thì cái quá trình mà tập luyện trước khi thi đấu thì nó sẽ có những cái như sau. Tức là đầu tiên mình sẽ có một cái plan tập. Cái plan tập thì mình làm cái gì mình cũng phải có sự chuẩn bị đúng không? Rồi thì đối với những người mới khi chúng ta tham gia một cự ly 5 cây, 10 cây nó là một cái quá trình, đó là cũng một cái thử thách đối với đa số những bạn. Cho nên là mình nên có một cái plan tập và theo cái chương trình tập mà từ Magistri khuyến nghị cho các học viên khi mà tập, nó sẽ là từ khoảng tầm ít nhất là khoảng 2 đến 3 buổi một tuần và có cái sự đều đặn thì nó sẽ tốt hơn. Bởi vì bộ môn điền kinh này nó có cái đặc thù chúng ta cần phải chuyên cần. Cái thứ hai nữa đó là khi chúng ta luyện tập ấy, thì đi kèm với một cái plan luyện tập như vậy, chúng ta cũng nên có một cái huấn luyện về kỹ thuật. Cái kỹ thuật này nó rất là quan trọng bởi vì nó giúp chúng ta nó là tránh được những cái rủi ro về chấn thương này, hay là chúng ta chạy sai, rồi nó tránh được những cái rủi ro nữa là ví dụ như chúng ta tập thì tốt mà đến gần ngày chúng ta chấn thương thì chúng ta lại không chạy được, nó rất là đáng tiếc. Rồi đó là quá trình chuẩn bị trước khi chúng ta cho cái quá trình của mình cũng như vậy. Thì đến gần ngày thi đấu á, thì chúng ta sẽ chú ý kỹ hơn, đó là chúng ta phải có cái sự nghỉ ngơi đầy đủ. Mình đã tập luyện rất tốt rồi thì đến gần ngày chúng ta không cần thiết phải tập nhiều nữa, chúng ta có một cái sự nghỉ ngơi đầy đủ để chuẩn bị tốt nhất. Nói chung là nó gọi là cái gọi là điểm rơi phong độ vào cái ngày giải. Rồi cái thứ hai nữa là khi mà chuẩn bị như vậy thì chúng ta có những lưu ý sau. Thứ nhất là về dinh dưỡng thì nó chưa có gì phức tạp lắm, tuy nhiên chúng ta cũng cần chú ý là dinh dưỡng thì ăn cho nó vệ sinh, rồi ăn đầy đủ, tránh ăn những đồ lạ, mình nhớ lớn và đau bụng cái này là vấn đề rất lớn. Rồi cái thứ hai nữa là chúng ta nạp đủ nước cũng như là các cái chất điện giải của trong người thì như vậy. Còn lại chúng ta ngủ đủ các đêm, các ngày trước cho đến ngày thi đấu thì như vậy là quá trình đó là quá trình chuẩn bị, tôi nói là cái cơ bản nhất cho những người mới bắt đầu cái cự ly 5 cây, 10 cây.
Còn ví dụ như những cái bạn mà có thành tích cao ấy, thì các bạn sẽ có một quá trình chuẩn bị nó chuyên nghiệp hơn, nó phù hợp với cái trình độ của các bạn. Còn với đa số chúng ta, những người mới bắt đầu cự ly 5 cây, 10 cây thì cái quá trình chuẩn bị nó là như vậy, là có đã là vừa đủ rồi. Và nó đã là nếu mà chúng ta làm hết cái đó thì chúng ta có nhiều sự chuẩn bị gần như là tốt nhất cho cái ngày giải của mình. Cũng như bao môn thể thao khác, việt giã là môn thi đấu mang chiến lược cụ thể cho từng giai đoạn. Nếu không hiểu rõ tình trạng thể lực của bản thân, hoặc cố theo đám đông để giành những vị trí tốt bằng tốc độ ngay từ sau khi nhận tín hiệu xuất phát của cự ly dài 5 km hay 10 km, đó cũng là cách bạn đang tự làm giảm đi cơ hội hoàn thành cự ly, chứ đừng nói đến việc có thứ hạng cao khi kết thúc. Một buổi tập hay một buổi thi đấu chính thức kết thúc cũng là thời điểm cơ thể cần được thả lỏng và bù nước cùng nhiều loại khoáng chất cần thiết. Hãy đừng quên những điều quan trọng này để vận động viên chúng ta luôn giữ được phong độ và tình trạng thể lực tốt nhất. Thưa quý vị, ít phút vừa rồi thì chắc có lẽ là chúng tôi cũng đã giúp quý vị định hình được phần nào về những sự chuẩn bị cho ngày hội lớn là Đại hội Thể thao Doanh nhân Olympic 2030 lần thứ 5 năm 2019, đặc biệt là ở môn việt giã như thế này, một môn mà rất cần phải nhiều thể lực cũng như là độ bền. Và nếu chúng ta có những sự chuẩn bị thật kỹ lưỡng thì chúng tôi tin chắc rằng quý vị sẽ hoàn thành được cự ly thi đấu của mình, và xa hơn nữa là sẽ có tên được trong danh sách tranh chấp nhóm huy chương ở nhóm đầu. Còn bây giờ, thay mặt cho những người làm chương trình, chúng tôi xin được thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.